Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã được ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên tích cực phát động và đẩy mạnh trong các nhà trường. Mỗi năm, các hoạt động từ sân chơi sáng tạo khoa học kỹ thuật đã có hàng trăm sản phẩm, dự án, đề tài của các em học sinh được hoàn thiện. Trong đó, nhiều sản phẩm đã đạt kết quả cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, cũng như được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống, góp phần đưa phong trào nghiên cứu khoa học có sức lan tỏa rộng rãi. Bắt đầu từ năm học 2012-2013, khi cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho đối tượng học sinh ở hai bậc học là trung học cơ sở và trung học phổ thông lần đầu tiên được tổ chức. Tiếp đó là cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng dành cho các em nhỏ ở mọi cấp học được diễn ra thường niên. Chính là tiền đề và cũng là điều kiện thuận lợi để khơi dậy phong trào nghiên cứu khoa học tại các nhà trường trên địa bàn huyện Điện Biên. Thực tế, hàng năm, qua mỗi cuộc thi được tổ chức, ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên đều nhận được khoảng hơn 100 công trình, sản phẩm, dự án nghiên cứu khoa học. Trong đó, có không ít dự án được đánh giá cao tại các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia. Ngoài việc tạo ra sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp học sinh phát huy tiềm năng và tư duy sáng tạo, thì phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật còn góp phần tạo điều kiện để các em nhỏ trau dồi kiến thức gắn với thực hành khoa học một cách hiệu quả. Do đó, hiện nay, tất cả các trường trên địa bàn huyện đều có học sinh tham gia nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật. Ở nội dung kế hoạch đầu năm học, ngành giáo dục đào tạo huyện Điện Biên cũng hướng dẫn các nhà trường tổ chức nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật và đưa kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống, từ đó tạo nên sức lan tỏa rộng rãi của phong trào. Hưởng ứng cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, thì trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực chỉ đạo các trường tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh và vận dụng kiến thức vào để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học đi đôi với hành. Hàng năm thì Phòng Giáo dục và Đào tạo duy trì tổ chức tốt cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, và năm học 2020-2021 thì các trường có trên 30 dự án tham gia cuộc thi cấp huyện với nhiều lĩnh vực như khoa học xã hội và hành vi, cơ khí, hóa sinh, rồi hệ thống nhúng, nhiều dự án có các ý tưởng sáng tạo và áp dụng tốt trong thực tế, đáp ứng được yêu cầu cần thiết của cuộc sống và tham gia cuộc thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, ngôi trường có bề dày thành tích trong các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, đơn vị đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học của ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên. Trong những năm qua, thầy và trò nhà trường đã có hơn 10 sản phẩm dự án tham gia và đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Đáng chú ý có dự án Thổi hồn cho đá của nhóm các em Bùi Mai Phương, Tống Hoàng Quân và Ngô Sương Nguyệt Ánh đã từng đoạt giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2018-2019. Trong quá trình hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái hoạt động này giúp các em vận dụng được linh hoạt những kiến thức đã học để nghiên cứu tạo ra giải pháp hữu ích cho các cái vấn đề trong cuộc sống. Thứ hai đó là phát triển cái kỹ năng hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, tìm tòi và vận dụng cho các em. Thứ ba đó là việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường là hoạt động hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là giáo dục STEM. Hàng năm vào đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đều tổ chức phát động và khuyến khích học sinh trong trường có sở thích, khám phá, đam mê, tìm tòi, sáng tạo, tham gia vào câu lạc bộ nghiên cứu khoa học. Qua phát động và dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, nhiều em học sinh đã mạnh dạn chia sẻ và triển khai thực hiện những ý tưởng của mình thành các dự án nghiên cứu. Có em nghiên cứu độc lập, cũng có những em liên kết thành nhóm để nghiên cứu. Đối với chúng em thì việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật quan trọng nhất là ý tưởng sáng tạo.
và ý tưởng của chúng em thì xuất phát từ những thực tiễn trong cuộc sống. Khi mà bất kỳ một bạn nào có ý tưởng gì thì có thể chia sẻ ngay với các thầy cô. Các thầy cô sẽ hướng dẫn và chọn lọc các ý tưởng và có thể để xem ý tưởng nào có thể phát triển thành được là ý tưởng để mang đi dự thi ạ. Và hơn thế nữa là sản phẩm chúng em thiết kế thì là không mong là không chỉ dừng ở việc dự thi mà còn có thể quay lại phục vụ cho cuộc sống và nhu cầu hàng ngày của chúng em. Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật đã lan tỏa sâu rộng trong các nhà trường trên địa bàn huyện Điện Biên. Và để chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện sắp diễn ra, đến thời điểm này, nhiều dự án nghiên cứu của các thầy cô và học sinh trường trung học cơ sở xã Pom Lót cũng đang được thực hiện. Ngoài việc duy trì câu lạc bộ nghiên cứu khoa học với khoảng 30 đến 50 thành viên tham gia, nhà trường còn thường xuyên linh hoạt trong việc khích lệ động viên các em học sinh tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào sáng tạo khoa học. Em là một trong những thành viên của câu lạc bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài những hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ, các thầy cô giáo còn lồng ghép thêm vào những tiết học, tiết sinh hoạt của nhà trường, qua đó giúp em yêu thích hơn và biết hiểu rộng hơn về khoa học kỹ thuật của nhà trường. Từ đó em luôn rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình về khoa học và yêu quý hoạt động về khoa học kỹ thuật hơn. Một điều quan trọng giúp cho phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường có sức lan tỏa mạnh mẽ, đó chính là việc khuyến khích học sinh ứng dụng các nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống. Điều đó được thể hiện ở việc những sản phẩm khoa học không đơn thuần chỉ dừng lại ở các cuộc thi, mà còn quay lại phục vụ chính việc học tập và sinh hoạt của các em nhỏ. Em cảm thấy là rất vui và phấn khích khi sản phẩm của chúng em khi đem đi dự thi thì đã có kết quả và giải thưởng. Và vui hơn nữa là khi về trường thì sản phẩm của chúng em đã được ứng dụng để ở cổng trường và phòng thư viện, giúp cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhằm giúp cách ly xã hội và phòng chống dịch COVID-19. Dự án thì bọn em sau khi đi thi xong, bọn em sẽ áp dụng luôn vào trường học của mình. Ngoài trường học ra, bọn em còn áp dụng với những mọi người thân và các bạn trong xóm để giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác hại và tác dụng của chiếc điện thoại thông minh và không quá lạm dụng với chiếc điện thoại này. Có thể nói, phong trào nghiên cứu khoa học đang góp phần vào việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo hướng tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn, góp phần quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học theo hướng mới, hình thành năng lực cho người học. Từ đó, đào tạo một thế hệ trẻ nắm vững khoa học kỹ thuật, cũng như tạo nguồn nhân lực tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, hiện nay phong trào này cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định. Cái cuộc thi này bắt nguồn từ cái cuộc thi Intel ICEP của Mỹ. Và trong cuộc thi này quy định thì là các em học sinh trung học phổ thông tham gia đối tượng. Tuy nhiên là đối với Việt Nam thì đối tượng tham gia thì có đến lứa tuổi của các em học sinh lớp 9. Thế thì quá trình tham gia thì về cái kiến thức khoa học trang bị cho các em học sinh lớp 9 thì đôi khi cũng còn chưa đầy đủ so với các em mà ở bậc học trung học phổ thông. Hai nữa là cái vốn sống, kiến thức sống của các em cũng còn nhiều hạn chế, cho nên quá trình hình thành ý tưởng và đi vào thực hiện thì gặp rất nhiều khó khăn. Và các thầy cô trong nhà trường cũng đã phải rất vất vả giúp đỡ các em và để tạo điều kiện cho các em hoàn thành cái ý tưởng của mình. Hy vọng rằng phong trào nghiên cứu khoa học tại các nhà trường trên địa bàn huyện Điện Biên không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa rộng rãi, mà trong tương lai, các sản phẩm dự án hữu ích của các em học sinh sẽ có cơ hội được chuyển giao tới cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn đời sống.